Đâu anh xem nào. Mày bị đánh có đau không? Hôm nay anh thấy mặt của em bên này tím cơ mà. Sao người ta không thấy đâu? Em sợ xấu nên make up che đi đấy ạ. Con hãy buông tha cho nó, buông tha cho cái đứa bé ở trong bụng con An ý. Nó chẳng có tội tình gì con ạ. À, bà thèm cháu đến mức rú lẫn rồi à? Cuộc đời mẹ có mỗi một đứa con dâu duy nhất, đó là con. Không có một đứa thứ hai nào khác. Nhưng mà con nghĩ là xem, cái đứa bé đấy nó cũng là máu mủ của thằng Dũng, lại không thể nào mà làm khác được con ạ. Cùng là phụ nữ với nhau mà thốt ra được câu ấy à? Ích kỷ nó vừa vừa thôi chứ. Nếu thích ý, thì các người ra khỏi nhà tôi, mang mẹ con nó về quê mà nuôi cho đầm ấm. Con thử nghĩ lại xem, tại sao thằng Dũng nó làm như vậy? Đến một cái đứa con để nó ăn, nó bồng nó cũng không có. Vậy được không trái, người ta còn chặt bỏ. Thế mà 5 năm nó cung phụng con, nhất nhất chỉ có vợ mình thôi. Thế là nó cũng đã sống rất có tình rồi. Còn chuyện đó với con An ấy kìa, nó là nhất thời xa ngã. Chứ nó không, tất cả là tại tôi, do tôi hết. Ôi, mẹ đừng nói cái gì nữa. Con để im, dù con có ghét mẹ, mẹ cũng phải nói. Bây giờ con không đẻ được thì để người khác người ta đẻ. Con chỉ cần nhận cái đứa bé về để nuôi, thế là xong. Con cứ coi mọi chuyện bình thường thì nó sẽ là bình thường. Con cứ quan trọng hóa làm cái gì? Quan trọng nhất ý, con phải giữ được chồng. Nghe thôi đã thấy buồn nôn rồi. Giữ cái loại chồng này ý, có mà rác nhà. Xin lỗi bà, tôi có não, không cư xử kiểu đạo đức giả như bà được. Nghe những lời bà nói ý, tôi chỉ thấy ghê tởm vì đã chọn nhầm chồng. Yêu cầu bà ra khỏi nhà tôi ngay. Dũng, nó đuổi mẹ. Mày... Anh xin em đấy, em đừng làm thế với mẹ được không? Anh không đồng ý thì cũng biến luôn đi. Mời bà. Ok. Bà sang ở với con An rồi tiện chăm cháu nội luôn. Ok. Kiểu em. Kiểu em sao lại làm như thế? Không. Ôi trời ơi. Có ai không? Con sao đuổi mẹ chồng thế này thì còn ra cái hệ thống gì nữa? Ôi trời ơi, là rồi, đất ơi là đất. Kiểu mẹ ơi, hay ho gì mà mẹ làm như thế? Mẹ mà không ở đây, nó hành mày ra bã. Con mẹ nó ghê lắm. Chớ trêu thế này, con đến vào lúc mình trông chân nhá.
Mình không muốn sinh con cho kẻ phản bội. Mẹ xưa là ít có. Tôi đang sốc quá đây này. Hôm nay tôi gọi điện chất vấn con Nan cái chuyện gặp báo hôm trước. Hay tin nó có chửa đấy. Cả xã hội đều biết rồi. Bây giờ bà mới hắng được. Bà biết chuyện rồi à? Thế mà bà không nói với tôi. Điền thật đấy, tôi không nghĩ là nó lại trơ trẽ như thế luôn ấy. Muộn rồi. Muộn làm sao mà muộn. Tôi nhất định sẽ bắt nó phá thai. Bà cứ tin tôi đi. Để cái thứ nghiệt chủng đấy tồn tại, muộn gì cũng gặp chuyện không hay. Với tôi, chuyện đấy không còn quan trọng nữa. Ai muốn chữa để gì mà không quan tâm. Phụ thân bà thật đấy. Bao nhiêu chuyện đen đều ập tới. Chồng thì có bồ, bồ thì có bầu. Anh ơi, tự dưng em bị đau bụng. Anh đến đưa em đi khám được không? Chị có chờ anh chút, anh tìm cách qua ngay. Em ơi, anh ra ngoài gặp đối tác tí nhá. Anh ơi, em sợ quá. Thôi nào, bình tĩnh nào. Bình tĩnh. Nào, ngồi xuống đây. Có chuyện gì nói anh nghe. Anh ơi, vừa nãy em đi ra đường, cứ có mấy thằng bạp trợ nó đi theo. Anh ơi, hay là chúng nó định rình rập để đánh em tiếp ạ? Anh ơi, anh đừng bỏ rơi mẹ con em. Anh phải ở bên mẹ con em anh nhá. Đấy là em lo lắng quá rồi. Chứ Hồng không thuê giang hồ đâu. Em không biết nữa. Dạo này em có cảm giác là có ai đó theo dõi mình. Em cố ăn để cho con khỏe, nhưng mà cũng chả ăn được. Cố ngủ cũng chả ngủ được. Anh biết là em đang phải trải qua những gì, cho nên là hãy bình tĩnh lại nhá. Hít thật sâu. Hít sâu. Mọi thứ sẽ ổn hơn. Đàn bà một khi bị rơi vào bước đường cùng ấy thì cái gì họ cũng dám làm. Em tin chắc là chị Hồng sẽ không tha cho mẹ con em đâu. Chị ta không đơn giản như anh nghĩ đâu. Có anh ở đây rồi, sẽ không ai làm gì được em cả. Nhé. Hay là anh từ bỏ tất cả đi, rồi mình làm lại từ đầu. Mẹ con em chỉ cần có anh thôi. Anh đã nói với em rất nhiều lần rồi, anh không thể từ bỏ những gì anh đang có được. Nhưng mà tại sao? Mẹ con em không cần tiền bạc của cải gì của anh. Chỉ cần có anh là đủ. Cuộc sống này ấy, mà chỉ có tình yêu thôi thì không bao giờ có gì cả. Cuộc sống hôn nhân nó rất là phức tạp. Nó không như em nghĩ đâu. Tiền không phải là tất cả. Nhưng không có tiền thì sẽ rất vất vả. Nếu như anh không có tiền ấy, thì làm sao anh lo được cho em và con. Bây giờ có con rồi thì phải thực tế lên nhá. Rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Nhá. Em tin này. Gửi tiền cho em đấy à? Ừ. Em vẫn còn tiền mà. Thì cứ cầm lấy, đi khám thai, xong rồi mua thuốc bổ và uống nhá, cho con nó khỏe. Con bảo là con thích uống sữa. À, con uống sữa à? Bố đi pha luôn. Bố đi pha luôn. Lúc làm bố của con tôi, trông anh Dũng hạnh phúc hơn gấp 10 lần làm chồng chị. Bố của con mày ngày nào cũng quỳ xuống xin được tiếp tục làm chồng tao. Thích thì cứ giữ mà dùng, tao đỡ khổ.
Chào em. Ôi, chị Anh à, giờ này chị làm gì rồi? À, chị ở nhà làm thiên chức cao đẹp thôi. Ôi, chúc mừng chị nha, làm mẹ mà xinh hẳn ra ấy. Thế mai chị qua đây có việc gì không? Chị có hẹn với anh Dũng, giải quyết nốt tí việc ấy mà. Đây là anh Bình, thư ký mới của tổng giám đốc. Chào chị. Chào Bình, tôi là An, thư ký cũ của anh Dũng. Tôi có thể gặp Bình một lúc được không? Dạ vâng ạ. Tôi đến để lấy một số đồ ở phòng anh Dũng. Hiện anh Dũng nó không ở trong phòng. Tôi thì lại không tiện mở cửa để chị vào. Hay là chị cứ ngồi đây đợi, bao giờ anh Dũng về thì chị vào lấy sau được không? Cậu làm ơn cậu giúp tôi đi. Bởi vì mấy đồ ấy là những kỷ vật rất quan trọng với tôi. Chị ơi, con nhỏ An thư ký cũ của anh Dũng, nó đang đòi vào phòng để lấy đồ đấy chị. Hay là cậu thử gọi điện hỏi anh Dũng xem. Anh Dũng đang rất bận, tôi sợ là anh ấy không tiện để nghe máy đâu. Hay là để tôi gọi điện cho anh Dũng nhá. Chị đừng gọi, chị đừng làm phiền. Tôi đã nói là anh Dũng đang rất bận, chị ngồi đây đợi một lát đi ạ. Có chuyện gì thế Bình? Chị ạ, chị này chị cứ... Tôi biết rồi, để tôi tiếp cho. Người quen của tôi. Em xin phép ạ. À, cứ báo với chồng tôi một tiếng, dù gì cũng là cố nhân. Dạ vâng. Chào chị. Cũng to gan đấy, dám vác bụng bầu đến đây cơ. Cô đừng tưởng tôi sợ mọi chuyện vỡ lở mà không làm được gì cô. Eo ơi, chị thì dám làm gì tôi? Chị cũng biết thừa là đứa bé này quan trọng như thế nào với anh Dũng rồi. À mà quên, người thịt ngóm như chị thì làm sao mà hiểu được. Cái loại người lấy lỗ làm lãi như mày không có gì đáng tự hào hơn để khoe à? Ơ kìa chị, em đến đây thăm chị vì lo cho chị, sợ chị thừa canxi, mọc sừng, xong rồi buồn ý. Thế mà chị lại cứ mày tao chí tớ với em là sao nhở? Tiểu Tam, mặt cứ ra vẻ như là chính thất đấy nhở. Cho dù tao có mọc sừng ấy, thì đừng có con nào dám cướp chồng của tao. Cứ ở ngoài mà thèm nhỏ dãi đi. Okay. Chị ơi, em xin chị, em chỉ lo chị nên em mới đến thăm chị thôi mà. Chị ơi, em biết là chị ghét em vì em mang thai con của anh Dũng, nhưng mà tại sao chị lại đẩy em như thế? Lỡ mẹ con của em còn mình hệ gì thì sao ạ? Sao em yên tâm đi, là lỗi của anh. Anh sai được chưa? Mọi đứa bé không có tội. Phải, trẻ con thì không có tội. Tôi phải giữ bố cho con tôi chứ. Tôi phải giữ bố cho con của tôi chứ. Anh, em vừa nói gì? Em có thai rồi á? Phải. Anh đã biết vì sao tôi phải giữ hạnh phúc của gia đình này chưa? Anh biết rồi. Anh cảm ơn em. Sao? Đã hiểu cảm giác từ nữ chính bị đẩy xuống làm quần chúng chưa? Món quà này tôi dành tặng cho cô đấy. Anh, em đói rồi, đi ăn trưa đi. Đi ăn trưa nhỉ? Có mỗi đứa con để dẫn đầu tỷ số, thế mà bây giờ để nó săn bằng rồi. Một đều thế này, chắc chắn anh Dũng chọn mẹ con nó chứ không chọn mẹ con em. Mày ngu lắm, mò mặt đến công ty làm gì? Tự nhiên con Hồng lại chuyển bại thành thắng. Có cái cơ quá hay để nó khoe ra việc nó có bầu. Cả chị nữa ý, bạn thân mà như mùi nhìn ý. Bạn như thế mà không biết gì à? Ồ, ta nằm dưới gầm giường nhà chúng nó mà ta biết. Chắc mười dính thôi. Mà nó chủ ý giấu thì làm sao mà ta biết được. Con
Mẹ Xuân thật đấy. Tưởng xịt mà lại dính bầu đúng lúc thế nhở? Chị phải giúp em triệt hạ cái thai đấy. Bây giờ em không còn đường quay đầu lại nữa. Em mà xịt ý, thì chị cũng không xương múi được miếng nào đâu. Nhất định cái thai đấy không được sinh ra đâu. Mày điên rồi. Tao có phải thần tiên đâu mà cái gì tao làm được. Thì nó cũng sảy thai nhiều lần rồi mà. Không ai nghi ngờ đâu. Mày ác thế. Chị nghĩ kỹ là sẽ có cách. Không. Bao nhiêu? Bao nhiêu em cũng chuyển khoản. Anh Dũng vừa cho em một khoản khá đấy. Chị em với nhau mà cứ lôi chuyện tiền nong ra để nói. Được rồi, để chị nghĩ xem. Không thể cứ nằm im chờ chết được. Đã đến nước này thì chỉ còn cách đẩy mọi chuyện đến mức không thể cứu chữa được nữa mới có thể giành lại bố cho con mình. Cháu chào chủ tịch ạ. Cô là... Dạ, cháu là Thiên An, thư ký của anh Dũng ạ. À, tôi nhớ ra rồi. Hồng có nói với tôi là cô thư ký thông minh hiểu chuyện, đúng không? Cô đến đây có việc gì? Bác ơi. Kìa, cô làm cái gì vậy? Cháu xin bác hãy giúp cháu ấy ạ. Mau đứng lên đi. Cháu xin bác, bác hãy tác hợp cho cháu với anh Dũng đi ạ. Cháu với anh Dũng yêu nhau thật lòng. Với lại, trong bụng cháu cũng mang đứa con của anh Dũng rồi ạ. Cô nói cái gì? Cô có thai với ai? Với thằng Dũng à? Có thể là bác thấy cháu mặt dày, nhưng mà cháu không thể để con cháu không có bố được ạ. Cháu xin bác, cháu van bác đi ạ. Bác hãy tác hợp cho cháu và anh Dũng đi ạ. Hồng đã biết chuyện này chưa? Chị Hồng biết rồi ạ. Chị ấy còn dọa giết cháu và con của cháu. Nhưng mà bác ơi, con của cháu làm gì có tội tình gì đâu ạ. Cháu xin bác, mẹ con cháu cần có anh Dũng ạ. Cháu xin bác, cháu van bác đi ạ. Con Hồng, nó muốn giết cô cũng là điều dễ hiểu thôi. Nhưng tôi tin rằng con tôi sẽ không hành xử như vậy. Việc này để tôi xem xét lại. Cái thai của cô chỉ quan trọng với thằng Dũng chứ không quan trọng gì đối với tôi cả. Cô có quỳ ở đây á cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu. Mời cô về cho. Mong bác hãy giúp cháu ạ. Vậy cháu không làm phiền bác nữa. Con nghe vừa. Mày nghĩ tao nằm liệt giường thì mày nhảy lên môi trên đầu con gái tao, có đúng không? Sao bố nói sao con không hiểu ạ? Mày chán sống rồi đúng không? Mày dám lăng nhăng với thư ký để nó có bầu à? Bố ơi, bố ơi, bố cứ bình tĩnh, bố bình tĩnh nghe con giải thích đã. Bố ơi, thật ra mọi chuyện không như Quảng công tao đã bao năm trời nuôi dạy dìu dắt để mày được như ngày hôm nay. Mày dám đối xử với đứa con gái mà tao hết mực yêu thương đến như vậy à? Bố ơi, con xin lỗi bố cho con xin lỗi ạ. Con xin đến quỳ gối tạ tội bố ạ. Mày có đến quỳ xuống liếm gót giày tao cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu. Tao sẽ cho mày trở về vạch số 0. Alo bố ơi, alo. Mình không thể nào để lão già ấy hạ mẹ mình được. An, có biến. Làm gì mà cứ sồn sồn lên thế? Ông Kiên bị tai biến rồi. Cái gì? Chết chưa? Khiếp, mày còn sồn sồn hơn cả chị đấy. Nằm thoi thóp không đi lại được. Chắc bây giờ ở nhà chính thất đang khóc tu vì thương bố đúng không? Thì có mỗi một ông bố để nương tựa, kiểu gì chả khóc.
Bây giờ vợ chồng nó đón ông Kiên về nhà để chăm sóc rồi. Bây giờ chị chỉ cần triệt tiêu cái thai đấy thì là hoàn hảo. Ta cũng đang tìm cơ hội để cho nó uống thuốc mà chưa được. Nhưng chuyện nào ra chuyện đấy chứ nhỉ? Nhưng mà chị phải làm nhanh nhanh lên đấy. Em không đợi được lâu đâu. Rồi, biết rồi. Bố ơi, bố chịu khó tinh dưỡng một thời gian, rồi lại khỏe lại bố nhé. Bố uống chút nước đi. Bố ơi, con đang thay mặt vợ con chăm sóc cho bố nhé. Vợ con thì đang có bầu. Bố cứ u ớ thế này thì vợ con đau lòng, con chịu sao được. Bố ơi, bố nghe con nhé. Bố uống chút nước nữa thôi, lấy sức bố ạ. Hay là bố muốn vợ con phải hầu bố ạ? Bố. Xong việc ở đây, xong rồi tôi qua. Lần sau cô mà còn nã điện thoại tôi như thế nữa ấy, thì đừng mong gặp tôi nhá.